Chào các bạn nhé. Hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn cách làm AirDrop và nhận được 1.000 đồng Miniro Network nhé. Thì một số thông tin về đồng token này. Số tổng cung phát hành là 1 tỷ, đã có 667 tài khoản holder, đã phát sinh 1.535 lượt giao dịch nhé. Rồi thì đầu tiên các bạn truy cập vào link website clamadrop.net, link truy cập website của mình để ở phần dưới mô tả của video. Sau khi đã vào được website thì các bạn làm theo hai bước nội dung trên website giúp mình. Bước 1, xem xét quan trắc. Bạn có thể sử dụng nút copy quan trắc nhanh ở đây và quay sang ví MetaMask hoặc ví Chutterlet của các bạn nhé. Các bạn thêm địa chỉ token vào ví giúp mình. Tiếp theo, thêm token. Sau khi đã thêm một địa chỉ token vào ví, các bạn quay trở lại website clamadrop.net và nhấp vào bước 2, truy cập vào link website chính để nhận token. Rồi, chương trình ngày 30 tháng 8 nó sẽ liên tiếp lên sàn Paragon Swap nha. Thì các bạn có thể ở đây, các bạn có thể bỏ một số vốn nhỏ ra là 0,01 BNB mua trước với cái giá khuyến mại nhé, để hold và tích trữ trước đi, chờ cơ hội nhiều lần tài khoản thì về sau. Rồi thì các bạn phần nam thì các bạn nhấp vào phần này yêu cầu Miniro đây, thì yêu cầu kết nối với ví MetaMask hoặc ví Chutterlet của các bạn, các ví của các bạn đấy, thì các bạn nhấp tiếp theo cho mình và nhấp kết nối cho mình này. Phí ga là 0,00567 BNB, nhấp xác nhận cho mình nhé. Rồi giao dịch đang được xử lý đây. Thì các bạn nhớ thường xuyên theo dõi website clamadrop.net để cập nhật những dự án đăng ký phần thưởng token mới nhất được bên mình cập nhật lên trên nữa hàng ngày nhé. Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch các sàn là Binance, Metalo, MXC, OKCoin, các bạn có thể vào đây để đăng ký ủng hộ kênh. Bạn đang đăng ký sử dụng đăng ký sàn Binance, bây giờ là sàn thông dụng, bạn có thể được giảm 10% khuyến mại trọn đời nhé. Rồi và mình hướng dẫn các bạn cách để Clam nhận được 10.000 đồng token Miniro. Thì các bạn có thể ủng hộ kênh bằng cách đăng ký kênh và bật chuông thông báo để những cập nhật những video mới nhất khi mình đăng tải lên nhé, để không bỏ lỡ bất kỳ một cái cơ hội tham gia miễn phí phần thưởng token nào nha. Và video xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.